Là, xin chào các anh chị nha. Hôm nay mình học tiếp cái phần listening của cái phần part 3 hôm trước á. Nghĩa là mình review lại tí xíu. Hôm trước mình học là phần số 1 mà mình học rồi nè, phần số 2 mình học rồi nè. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cố gắng xong luôn cái phần số 3 của cái unit số 1 nha. Đây là mình nhìn vào cái phần câu hỏi của cái part 3 này, được không? Thì mình nhớ lại là trong cái phần số 3 này á, mình sẽ nghe từ câu 21 tới câu 35 tương đương với ba cái bài nghe. Mỗi bài nghe thì nó có thể là một cái bài nói đọc thoại, hoặc là một cái lecture, một cái bài giảng, được ha? Hoặc là một cái bài đối thoại, nhưng mà bài đối thoại này nó cũng về cái thời lượng thì nó sẽ dài hơn hai phần kia. Và cái số lượng câu hỏi thì nó cũng nhiều hơn. Ở đây thì mình thấy là từ câu 21 tới câu 35 là có 15 câu hỏi. Đó, thì đối với mỗi bài thì mình sẽ nghe và trả lời 5 câu hỏi, được không? Nè, bây giờ mình nhìn cái phần số 1 trước thì mình hiểu là từ câu hỏi số 21 cho tới câu 25 mình đọc câu hỏi để mình đánh dấu cái từ khóa trước cái đã. Nè, câu 21. The presenter doesn't wear a suit because cái người thuyết trình không có mặc cái suit. Thì mình hiểu suit giống như là đồ lễ phục, đồ vest vậy đó ha. Bởi vì ở đây mình ghi chú một tí xíu. Người thuyết trình ở đây mình hiểu giống như là cái người trình bày, người nói trong bài vậy đó. Là không có mặc lễ phục vì sao, đúng không? Là câu A, he is not an important person. Anh ta không phải là một cái người đặc biệt, đó. À, người quan trọng, sorry. Next one, B, he wants to talk about different fashion trends. Ở đây mình thấy cái chữ fashion là thời trang. Trend có nghĩa là xu hướng, như là anh này đang muốn nói về những cái xu hướng thời trang khác nhau. Này, see, the presentation is not formal, okay. The presentation có nghĩa là cái bài trình bày của anh này á, thì mình hiểu là cái bài, cái phần thuyết trình của anh này. Rồi, ở đây mình thấy có cái chữ formal có nghĩa là nó trang trọng, not formal có nghĩa là không trang trọng, được ha. Còn một cái từ nữa, ở trong tiếng Anh thì thường cái chữ formal là trang trọng, ngược nghĩa với cái chữ formal là informal, có nghĩa là thân mật. Thì mình hiểu cái cụm mà not formal là nó bằng với informal. Biết đâu chừng một hồi mình nghe trong bài, mình nghe cái chữ informal thì mình có thể chọn câu C chẳng hạn ha. Rồi, G, he works for a fashion company. Anh ấy làm việc cho một cái công ty thời trang. Cái cụm này thì quá rõ rồi. Câu số 22, according to the speaker, which statement is true? Đó ha, theo như cái người nói thì cái câu nào dưới đây thì đúng. Trong những cái câu hỏi phần nghe thì cái câu hỏi mà thường hỏi mình đó là cái nào không được đề cập, hay là cái nào đúng, hay là cái nào nó sai. Thì đây là những cái câu hỏi mà thuộc dạng là hơi khó một tí. Tại vì sao? Tại vì là mình phải nghe từ trên xuống, đúng không? Tại vì trong bốn đáp án thì người ta sẽ cung cấp thông tin dàn trải trong bài. Có nghĩa là mình phải hiểu hết một cái đoạn hay là cả nguyên một bài thì mình mới bắt đầu mình nhận diện được, đúng không? Rồi, cho nên là cái phần câu 22 này nó sẽ hơi là tương đối khó để mình phải đọc thật kỹ. A, it's important to look casually dressed in public. Okay, rất là quan trọng để ăn mặc mà nhìn nó đơn giản, gọn nhẹ ở nơi công cộng, đúng không? Dạ cô ơi.
Dạ sao ạ? Dạ dạ cô, sao em thấy cái câu từ 21-25 này nó sẽ không giống như trong giáo trình của mình nha cô. Không giống là sao ạ? Nó không giống đó cô, từ 21-25 ở trang 43 em thấy nó không giống, nó còn cô chiếu lên đó cô. Khác nãy giờ như là câu 21 rồi. Nó không giống cô ơi. À chị show cái câu cái giáo trình của chị lên được không ạ? Dạ em in ra giấy luôn rồi cô ơi. Dạ hả? Chị gõ nội dung cái câu hỏi của chị lên giúp em được không? Tại vì mình không có show được, nhưng mà em cần biết là cái mà chị đang coi là cái gì á. Why did the speaker have với cô? À, dạ. Ok, right. À. Lộn trang cái gì cô? Ok, ok, right, lộn trang. Rồi, mình hiểu rồi. Đây là tattoo. Em mới nhầm. Trời ơi. Một cái lỗi rất là to luôn. Đây đúng không? Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Wait, did the speaker have to help her mother with the shopping? Ok, rồi, hiểu rồi. Cái phần hồi nãy mà các anh chị xem đó là cái phần task số 2 á. Có nghĩa là sau này mình học xong bài 1 thì mình sẽ qua bài task số 2 đó. Ok, vậy bây giờ sao ta? Thôi mình quay lại bài task số 1 đi ha, cho cái giống theo cái trình tự giáo trình của các anh chị đó. Rồi hôm sau học phần đó, chọn nãy giờ bị sai rồi, so sorry class, rất xin lỗi, tại vì là cái phần này nó giống giống nhau á, cho nên là em mở nhầm ngay cái phần đó, nhưng mà không sao nữa, mình cũng sẽ học cái phần đó thôi. Ok rồi, đúng rồi rồi, bây giờ mình làm lại phần này đi ha. Nói chung á là về cái phần cấu trúc thì nó như nhau, nhưng mà câu hỏi thì nó khác nhau thôi. Bây giờ vô lại phần này. Ok. Là giải thích lại. Đúng rồi. Đúng rồi ha. Anyone to 25 for the following conversation. Questions 21 to 25 refer to following the conversation. Này, từ câu số 21. Why did the speaker have to help her mother with the shopping? Okay. Tại sao cái nhân vật, cái người nói ở trong đây phải giúp đỡ mẹ của cô ta với cái chuyện đó là phải giúp đỡ mẹ cô ta về cái chuyện đó là mua sắm, đúng không? Shopping. Người nói. Trong việc mua sắm nữa ha. Rồi, lý do thứ nhất. A. There were no Vietnamese people living near her. Không có người Việt Nam nào sống gần cô ta cả, được không? À, vậy là bài này liên quan tới người Việt Nam hả? B. There were no Vietnamese working in the store. Không có người Việt Nam nào mà làm việc ở trong các cửa hàng. Ok. C. There wasn't always someone to go shopping with her. Không phải lúc nào cũng có người đi mua sắm với cô ta. Với mẹ đi ha, đấy, mẹ cô ta đấy. D. Her mother could speak a little English, đúng không? Mẹ của cô ấy có thể nói một ít tiếng Anh. Nè, mẹ của cô ấy ở đây là mình hiểu là mẹ của cái nhân vật mà đang nói á. Đấy. Này. Câu số 22. Why did her father find working in a factory difficult? Ở đây mình thấy cái chữ find, thường mình sẽ tra là cái chữ find nó có nghĩa là tìm thấy, đúng không? Nhưng mà trong đây mình hiểu nha, find something cộng với một tính từ thì cái cụm này nó có nghĩa là nhận thấy điều gì đó, nghĩa là mình đang đưa ra ý kiến, nhận xét, đánh giá về cái việc gì đó. Rồi, tại sao bố của cái người nói lại nhận thấy là cái việc làm ở trong cái công xưởng lại khó khăn. Đó. À, trong công xưởng hoặc là trong nhà máy cũng được, đúng không? Đấy. Khó khăn chứ.
Rồi. Hey, he couldn't speak any English. Đó, cái câu này thì mình dịch được không thể nói được tiếng Anh. B, he didn't have many friends there. Anh này không có nhiều bạn ở đây. Rồi. C, he had had a much better job in Vietnam. Có nghĩa là sao? Anh ấy có một cái công việc đã từng có. Ở đây mình thấy không phải là người ta viết nhầm hai chữ hát đâu. Ở đây là cái công thức của cái kiểu ngữ pháp thì quá khứ hoàn thành. Có nghĩa là việc này đã từng xảy ra ở trong quá khứ rồi. Được không? Anh ấy đã từng có một cái công việc rất là tốt ở Việt Nam. Rồi, thì mình hiểu có thể trong bài là người ta không có nói cái câu này lên, nhưng mà người ta có thể nói là một cái công việc gì đó có lương rất là cao, rất là ổn định chẳng hạn, thì mình có thể suy ra đây là một công việc tốt chẳng hạn ha. D, he couldn't get used to the working style. Ở đây mình thấy cái cụm mà get used to có nghĩa là thích nghi với, đó, nghĩa là anh này không thể thích nghi được với cái phong cách làm việc, đấy. Rồi, câu số 23. Why are the speaker and her brother more fortunate than their sister? Ở đây mình có cái cụm fortunate, nó cũng giống như là cái cụm lucky, có nghĩa là may mắn. Tại sao người nói và anh trai hay là em trai của cô ta lại may mắn hơn những cái người chị gái, được ha? Rồi, ở đây ghi chữ may mắn thôi ha. Đấy. Rồi, A, they did not need extra English lesson. Okay. English lesson có nghĩa là những cái bài học tiếng Anh, được không? Extra có nghĩa là thêm. Cái gì mà extra là có nghĩa là người ta cộng thêm cho mình. Ví dụ như viên đạn Panadol màu xanh bình thường thôi, được không? Uống vô thì chừng cỡ một tiếng sau hết nhức đầu. Nhưng mà cái viên Panadol extra màu đỏ có nghĩa là nó mạnh hơn, người ta thêm vào một cái thành phần gì đó, uống vô chừng 10 phút là hết nhức đầu. Đó, thì mình hiểu là cái gì mà thêm extra vô có nghĩa là nó nhiều hơn tí xíu. Ví dụ như người ta nói là extra money, tiền thêm. Rồi ví dụ như người ta nói là extra working hours, có nghĩa là làm việc thêm giờ, đấy. Nhưng mà người ta nói là extra English lesson, có nghĩa là học thêm tiếng Anh. Đó, họ không cần phải học thêm tiếng Anh. Rồi, tiếp. B, they look more American. Okay, họ trông giống như là người Mỹ nhiều hơn. Đấy. C, they speak with an American accent. Họ nói bằng cái accent có nghĩa là cái ngữ điệu Mỹ, giọng Mỹ đó, thường mình nói nôm na là giọng, người ta sẽ phân ra là tiếng Anh giọng Anh, tiếng Anh giọng Mỹ, tiếng Anh giọng Thái Lan, tiếng Anh giọng Singapore, tiếng Anh giọng Hồng Kông, rồi tiếng Anh giọng Việt Nam, đúng không? Thì cái đó mình hiểu là cái accent, là cái cách nói, cái kiểu nói. Ví dụ như người Singapore thì người ta nói chuyện thì tiếng Anh nó hay có cái chữ la ở trong đó. Ví dụ như ok thì nó sẽ là okila. Đó, right. Cái đó là cái accent, cái giọng, trong cái tông giọng hay là cái bản xứ giọng của người ta nó giống vậy. Rồi, vậy thì ngay chỗ cái câu C này, they speak with American accent, có nghĩa là họ nói bằng giọng Mỹ. Họ nói tiếng Anh bằng giọng Mỹ đó. Giọng hay là ngữ điệu đi ha. Đó, thêm cái nữa đây, canh chị ở nhà, ở dụ ở nhà mà có xem thì rõ hơn tí. Đấy, rồi. D, they quickly adopted the way of life. Cái chữ adopted này nó cũng giống như cái chữ get used to ở phía trên rồi đó. Adopt có nghĩa là thích nghi. Họ thích nghi nhanh chóng với cái cách sống ở nước ngoài. Rồi, câu 24. What has the speaker forgotten about laws in Vietnam? Đúng không? Vậy thì là cái người nói đã quên cái điều gì về cái cuộc sống ở Việt Nam. Forgotten, quên. Đấy.
Đấy. A. Living close to other people. Close to có nghĩa là gần gũi, trang hòa, thân mật, đúng không? Nếu mà mình nói về trên cái tính từ để mô tả. Còn nếu như mình nói là về cái động từ thì close to có nghĩa là trạng từ thì close to có nghĩa là gần với. Đấy, ha? Thì ở đây mình hiểu cái cụm này là living close to other people có nghĩa là sống thân mật với người khác. Sống gần gũi, thân mật. C. Traditional food, thức ăn truyền thống. Mình cũng đang đoán được nha. Ví dụ như những cái đáp án ở trong đây, mỗi câu A, B, C, D đều hết. Theo cái câu hỏi số 20 mấy trở lên là bắt đầu nó tầm thông tin nó hơi nhiều khó và người ta có thể đánh lừa mình bằng cách là cái chữ nào trong mỗi cái đáp án nó đều xuất hiện trong cái câu văn nghe hết. Cho nên không phải mình nghe được giống vậy mình chọn vô là đúng. Không có, mình phải nghe cho hết. Được ha? Nhiều khi nó đổi thêm not vô là thêm phủ định vô là thành cái câu nó ngược nghĩa lại rồi. D. Wearing traditional clothes có nghĩa là mặc đồ truyền thống. Rồi, câu số 25. Why does she find it difficult to invite friends to her home? Tại sao cô này lại nhận thấy khó khăn khi mời bạn bè tới gia đình, tới nhà chơi đã? Đã, chơi, tới nhà thôi. Rồi, tiếp. Câu A. Her parents do not have much money. Ba mẹ của cô ta thì không có nhiều tiền. B. Her parents haven't adapted an American way of life. Có nghĩa là phụ huynh của cô này không có thích nghi được với cái cách sống của Mỹ. Của người Mỹ, được không? Nên thêm chữ không vô để khỏi dễ bị hiểu lầm. Thêm chữ không vô. Rồi, câu C. Her parents only know how to cook Vietnamese food. À, ba mẹ của cô này chỉ biết, được không? Chỉ biết nấu đồ ăn Việt Nam thôi. Trong câu, những cái câu mà người ta hỏi mình đúng sai này kia nọ mà mình thấy người ta thêm cái chữ only vô là mình hết sức cân nhắc. Đúng không? Tại vì không có cái nào mà nó 100% hết. À, chỉ biết nấu đồ Việt Nam thôi. D. Her parents do not speak English well. Tại vì ba mẹ không nói tiếng Anh giỏi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ nghe bài này hai lần. Và các anh chị chọn luôn câu trả lời nhé. Nó sẽ hơi dài một tí. Để mình chuẩn bị tinh thần trước. Nào, listen. Or instruction. Burgers and chips. Look through the questions and the options in each question. I suppose it's sad for them to have such a strain. Luckily, he had friends before we. And look at talker lecture 1. You now have 35 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. I was a small child when I left Vietnam and moved with my family to live in America. For me and my little brother, it didn't take long before we felt American. But for my parents and two older sisters, it was a different story. The biggest problem for my mother was the language.
We were living in New York, and although there were quite a lot of Vietnamese families near us, they didn't work in the stores. This meant my mother had to take me with her when she went shopping, and I was usually at school. For my father, the most important thing when we arrived was to find a job. Luckily, he had friends who knew us in Vietnam, and they helped him get a job in a factory. It was hard for him to do that sort of work. In Saigon, he had been a doctor. My two older sisters went to high school. They worked hard and did well, and the school gave them extra English lessons. Even now, though, they speak with Vietnamese accents. My brother and I are lucky. We may look Vietnamese, but we speak with American accents. My family found the way of life very different. In Vietnam, my mother used to spend a lot of time visiting her sisters and brothers and looking after her mother and father. She feels quite lonely now. She says that in America, you live inside your house, but in Vietnam, you take your house outside onto the street and share your life with everybody. I don't remember that, but I do find the winters are quite hard to put up with in New York. It's very cold and snows a lot. My mother still wears traditional Vietnamese clothes at home and always cooks us rice and noodles. I must admit, I prefer burgers and chips. Although my friends like to visit us, I often feel a bit embarrassed by my parents' way of life. They don't understand Americans, and I think I am more American than Vietnamese now. I suppose it's sad for them to have such a strange daughter. Now open your question paper and look at talker lecture 2. You now... Now we are ready to start. Listen carefully. I was a small child when I left Vietnam and moved with my family to live in America. For me and my little brother, it didn't take long before we felt American. But for my parents and two older sisters, it was a different story. The biggest problem for my mother was the language. We were living in New York, and although there were quite a lot of Vietnamese families near us, they didn't work in the stores. This meant my mother had to take me with her when she went shopping, and I was usually at school. For my father, the most important thing when we arrived was to find a job. Luckily, he had friends who knew us in Vietnam, and they helped him get a job in a factory. It was hard for him to do that sort of work. In Saigon, he had been a doctor. My two older sisters went to high school. They worked hard and did well, and the school gave them extra English lessons. Even now, though, they speak with Vietnamese accents. My brother and I are lucky. We may look Vietnamese, but we speak with American accents. My family found the way of life very different. In Vietnam, my mother used to spend a lot of time visiting her sisters and brothers and looking after her mother and father. She feels quite lonely now. She says that in America, you live inside your house, but in Vietnam, you take your house outside onto the street and share your life with everybody. I don't remember that, but I do find the winters are quite hard to put up with in New York. It's very cold and snows a lot. My mother still wears traditional Vietnamese clothes at home and always cooks us rice and noodles. I must admit, I prefer burgers and chips. Although my friends like to visit us, I often feel a bit embarrassed by my parents' way of life. They don't understand Americans, and I think I am more American than Vietnamese now. I suppose it's sad for them to have such a strange daughter. Now open your question paper and look at talker lecture 2. You now... Này, ok không ạ? Mình chọn được không ạ? Ôi, con mở lớn quá, em không thấy được con muốn không ạ? Mở lớn là sao? Là nhỏ hay sao? Dạ. À, là giờ là chưa có chạy xuống đó, đúng không? Dạ. Này. Không sao, có được câu nào thì chọn câu đó ha. Rồi bây giờ mình sửa từ từ trước đi. Tại vì cái file này nếu mà mở nhỏ quá thì chữ nó nhỏ xíu à. Sợ các anh chị nhìn xa nhìn không có rõ, nhất là mấy anh chị mà dùng điện thoại á. Rồi, câu 21.
Why did the speaker have to help her mother with the shopping? Mình có lựa chọn không ạ? Là bây giờ em show cái tab script của bài này lên. Mình vừa theo dõi, mình vừa sửa, đúng không? Tại vì cái tab script thì nó toàn bộ là bằng tiếng Anh hết. Ít nhất thì mình cũng phải hiểu được là cái bài này nó đang nói về cái gì, đúng không? Thì mình mới chọn được. Rồi, mình xem song song hai màn hình nhé. Ok, rồi bây giờ mình nghe lại từng khúc. Cái câu hỏi đầu tiên người ta hỏi mình đó là tại sao cái người nói, có nghĩa là cái nhân vật nữ, cái bạn nữ trong đây lại phải giúp mẹ của cô ta khi mà mẹ cô này đi mua sắm. Vậy thì là đầu tiên thì ban đầu vô người ta sẽ không trả lời liền câu này, đúng không? Người ta sẽ kể về ngữ cảnh, hoàn cảnh như thế nào hết, rồi xong người ta mới kể ra là có những cái vấn đề như thế nào đó. Before we felt American, but for my parents... Nè. Now we are ready to start. Listen carefully. I was a small child when I left Vietnam and moved with my family to live in America. Tôi thì là một cái a small child, có nghĩa là một cái đứa trẻ rất là nhỏ. When I left Vietnam, khi mà tôi rời khỏi Việt Nam và moved with my family to live in America, có nghĩa là sống chuyển tới sống với gia đình của tôi ở Mỹ. À, cái cô này cũng đang kể về hoàn cảnh của cô này, đúng không? Là rõ ràng là người Việt Nam nhưng mà chuyển qua Mỹ sống từ rất sớm. Đấy. For me and my little brother, it didn't take long before we felt American. Okay. Đối với tôi and my little brother, có nghĩa là em trai của tôi, nghĩa là nhỏ hơn cô này nữa, đúng không? It didn't take long before we felt American, có nghĩa là không mất nhiều thời gian trước khi mà chúng tôi cảm nhận được người Mỹ như thế nào hay là bản sắc Mỹ nó như thế nào đó. But for my parents and two older sisters, it was a different story. Nhưng mà đối với my parents, cha mẹ của tôi, and two older sisters, có nghĩa là hai cái người chị gái của tôi, it was a different story. Đó là một cái câu chuyện khác, đúng không? Tới khúc này đây nè. Rồi mình thấy cái chỗ vàng vàng đó là cái chỗ mà mình dựa vào cái câu này để mình suy luận, mình chọn được câu trả lời. The biggest problem for my mother was the language. The biggest problem có nghĩa là cái vấn đề to bự nhất của mẹ tôi hay là đối với mẹ tôi thì là language, was the language, có nghĩa là về ngôn ngữ. Đó ha. Rồi xong cái cô này sẽ đưa ra cái ví dụ là cho thấy là mẹ cô này gặp khó khăn trong cái việc sử dụng ngôn ngữ. We were living in New York and although there were quite a lot of Vietnamese families near us, they didn't work in the stores. Là sao? We are living in New York. Tụi tôi đã sống ở New York and although, có nghĩa là mặc dầu ở đây có rất là nhiều gia đình Việt Nam sống gần chúng tôi. Near us, trong bài mình sẽ nghe người nó đọc đó là near us, đúng không? Nhưng mà they didn't work in the store. Nhưng mà họ ở đây là hiểu là những cái gia đình người Việt Nam lại không làm việc ở trong cửa hàng. Đấy. Rồi sao đây? This meant my mother had to take me with her when she went shopping and I was usually at school. Và điều này có nghĩa rằng this mean, đúng không? Điều này có nghĩa rằng là my mother had to take me with her. Mẹ tôi phải dẫn tôi theo cùng, đúng không? Khi mà mẹ đi went shopping, khi mà mẹ đi mua sắm. And I was usually at school, và thường thì tôi lại hay ở trường. Đó, vậy thì cái vấn đề này là của cái người mẹ không có biết nói tiếng Anh nhiều, nhưng mà không có người Việt bán ở trong cửa hàng, cho nên là phải dẫn cái bạn này đi theo, đúng không? Rồi, vậy thì ngay chỗ cái câu số 1 này mình đã chọn được rồi ha. Đấy. Câu 21, why did the speaker help her mother with the shopping? Cái câu này đúng thì mình sẽ chọn câu nào hợp lý? Theo mình. Câu D. Could nha. Cái câu D là her mother could speak a little English nha. Mẹ cô này có thể nói tiếng Anh. Nhưng mà trong bài nãy giờ chưa có nói là mẹ có thể nói được tiếng Anh. Nói là mẹ gặp vấn đề về ngôn ngữ. Đó. Biết đâu không nói được luôn rồi sao? Đó. Vấn đề cái câu đúng ở đây mình sẽ chọn là câu
Câu A, không có người Việt Nam sống gần cô ta, là câu này sai rồi. Tại vì trong đây nói là có quite a lot of Vietnamese family near us, có nghĩa là nhiều gia đình Việt Nam sống ở đây, là sống gần họ. Không có người Việt Nam làm việc ở trong cửa hàng, câu này thì lại chính xác. Tại vì mình thấy có cái cụm đó là kitchen work in the store, nó bằng với no Vietnamese working in the store, nghĩa nó như nhau. Chẳng qua là người ta thay đổi cái cấu trúc, đúng không? Mình không có nghe câu này, nhưng mà mình nghe cái câu có nghĩa tương tự câu này, nên mình chọn. Ok. Rồi, tiếp. 22. Why did her father find working in factory difficult? Tại sao bố của cô này lại cho rằng cái việc làm trong nhà máy thì lại khó khăn? Nào, listen. Tiếp nha. For my father, the most important thing when we arrived was to find a job. For my father, có nghĩa là đối với bố của tôi, the most important thing when we arrived was to find a job. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng tôi đến đây thì là tìm việc. Đấy. Luckily, he had friends who knew us in Vietnam and they helped him get a job in a factory. May mắn thay. Luckily, may mắn thay. Anh ấy có những cái người bạn, những người mà biết chúng tôi ở Việt Nam, and they helped him to get a job, had him get a job, có nghĩa là giúp anh ta tìm được một cái công việc trong cái công xưởng, trong cái nhà máy. Thì khúc này bắt đầu mình nghe được cái chữ factory, đúng không? It was hard for him to do that sort It was hard for him to do that sort of work. Là rất là khó cho anh ta, có nghĩa là cho bố tôi đó, khi làm cái kiểu công việc như vậy. Ở đây mình thấy người ta dùng cái cụm là it was hard, có nghĩa là rất khó khăn. Cái cụm này thì nó sẽ đồng nghĩa với cái chữ difficult. Đó, mình phải biết được là hai cái cụm này đồng nghĩa thì mình mới nghe, mình chọn được, đúng không? Tại vì mình thường các anh chị nghe xu hướng là mình sẽ mong đợi là mình nghe được chữ difficult, cái mình mới canh canh mình tới, mình nghe. Đó, nhưng mà nó không có dùng chữ difficult luôn, nó dùng cái chữ đó là hard, đồng nghĩa. In Saigon, he had been a doctor. My two older sisters went to high school. Right. In Saigon, he had been a doctor. Ở Sài Gòn thì bố lại là bác sĩ. Và mình biết là bác sĩ ở Việt Nam thì cũng rất là khá giả, đúng không ạ? Nhưng mà sang đây thì không được làm bác sĩ nữa mà phải làm việc trong công xưởng, đúng không? Vậy thì ngay chỗ cái câu số 22 này mình sẽ chọn câu nào hợp lý. Rồi. A. He couldn't speak any English. Không nói được miếng tiếng Anh nào luôn. B. He didn't have many friends. Câu này thì nó sai nha. Tại vì ở trong bài này thì nói là có những cái người bạn giúp đỡ ông này, đúng không? Vậy thì có bạn chứ. Câu C. He has had a much better job in Vietnam. Anh ấy đã từng có một cái công việc khá tốt ở Việt Nam. Thì mình hiểu cái công việc ở đây là làm gì đấy? Làm bác sĩ, đúng không? Had been a doctor in Saigon. Right. Còn cái câu D thì nói là không thích nghi được với cái phong cách làm việc ở đây. Thì trong bài này mình không có nghe nói gì tới cái cụm là working style hết. Cho nên là mình không có chọn được câu D. Right. Chốt như chỗ này câu đúng mình sẽ chọn là câu C nhá. Có nghĩa là có một cái công việc khá tốt ở Việt Nam. Nếu mình nhớ luôn bài thì mình hiểu là anh này ảnh làm việc bác sĩ, đúng không? Câu số 23. Why are the speaker and her brother more fortunate than their sister? Tại sao cái người nói và anh trai và em trai của cô ta lại may mắn hơn những cái người chị gái? Bây giờ mình nghe kể từng nhân vật, đúng không? Hồi nãy là mẹ, rồi sau đó là tới bà, rồi bây giờ tới ông trai, rồi tới chị gái, nó theo thứ tự giống vậy. Mình nghe tiếp nè. School. They worked hard and did well, and the school gave them extra English lessons. Trả lại khúc đi. Families near us, they didn't work in the stores. This meant my mother had to take me with her when she went shopping, and I was usually at school. For my father, the most important thing when we arrived was to find a job. Luckily, he had friends who knew us in Vietnam, and they helped him get a job in a factory. It was hard for him to do that sort of work. In Saigon, he had been a doctor. Nè, bây giờ tới cái khúc two older sisters, như là hai người chị gái nè. My two older sisters went to high school. They worked hard and did well, and the school gave them extra English lessons. Okay. Là sao? Hai cái người chị gái của tôi thì đi học cấp 3, high school. Đợi. They worked hard. Hai chị thì học hành chăm chỉ. Và did well có nghĩa là học giỏi. Và trường học thì cũng gave them extra English lesson, có nghĩa là cho hai cái người chị gái học thêm tiếng Anh. Đấy.
Even now though, they speak with Vietnamese accents. Mặc dầu vậy, đúng không? Mặc dầu vậy, cho đến bây giờ thì họ vẫn nói tiếng Anh, nói bằng cái ngữ điệu tiếng Anh, ngữ điệu nói tiếng Anh nhưng mà bằng ngữ điệu tiếng Việt, Vietnamese accent, đúng không? Mình hiểu nha. Ví dụ như mình sinh ra tại Mỹ hoặc là mình đến Mỹ từ rất nhỏ, có nghĩa là mình chỉ toàn nghe cái accent của người nước ngoài thôi, giọng Mỹ đó, thì cái accent của mình sẽ quy định theo đó, mình sẽ quen với cái ngữ điệu giọng đó và mình sẽ dùng cái ngữ điệu giọng đó luôn. Tuy nhiên nếu như mình đã từng ở Việt Nam, mình đã từng nói tiếng Việt Nam rồi, thì cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình á là tiếng Việt Nam, thì sang bên đó thì ít nhiều nói chuyện bằng tiếng Anh thì mình cũng sẽ dùng cái ngữ điệu mẹ đẻ của mình để nói. Đó, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Vậy thì hai cái người chị gái này gặp cái vấn đề đó là học tiếng Anh, có học thêm tiếng Anh nhưng mà vẫn nói chuyện bằng ngữ điệu Việt Nam. My brother and I are lucky. À, anh em trai của tôi và tôi thì lucky, thì lại may mắn. Rồi sao nữa? We may look Vietnamese, but we speak with American accents. À, ok. Chúng tôi nhìn look Vietnamese, có nghĩa là nhìn trông giống như người Việt Nam, đúng không? Nhưng mà chúng tôi lại nói chuyện bằng ngữ điệu Mỹ. My family found the way of life very different. À, ok. My family found the way of life very different. À, gia đình của tôi lại nhận thấy là cái cách sống rất khác biệt. Rồi mình nhìn lại câu số 23 của mình. Tại sao cái người nói và em trai lại may mắn hơn những cái người chị gái? Mình có 4 câu A, B, C, D. Suy nghĩ và chọn giúp em ạ. À, câu C. They speak with American accent. Đúng không? Chính xác. Tại vì là hai cái đứa nhỏ hơn thì nó được đi học và nó qua bên đây nó nhỏ, lúc nó còn nhỏ cho nên là nó quen với cái ngữ điệu của Mỹ và chúng nói bằng cái giọng điệu của ngữ điệu của Mỹ luôn. They speak with American accent. Còn cái câu A thì họ không được học thêm tiếng Anh, thì cái này người ta đưa vô để người ta đánh lừa mình bằng cái cụm là extra English lesson đó, đúng không? Còn cái câu B, they look more American thì không đúng. Ở đây thì nó là they look Vietnamese. Ok. Câu D, they quickly adopted the way of life, như là thích nghi cuộc sống rất là nhanh. Thì trong bài này không có nói, họ nhận thấy là cách sống rất khó khăn mà làm sao mà thích nghi nhanh được. Rồi câu số 24, what has the speaker forgotten about life in Vietnam? Nghĩa là người nói đã quên điều gì ở Việt Nam, đúng không? Rồi bây giờ nghe tiếp nè. In Vietnam, my mother used to spend a lot of time visiting her sisters and brothers. À, ok. Ở Việt Nam thì mình nhìn thấy là cái cách sống nó khó khăn, đúng không? Sau này cô này liệt kê ra là ở Việt Nam thì cái mẹ của tôi thì đã từng used to spend a lot of time visiting, có nghĩa là đã từng dành rất nhiều thời gian để thắp viếng chị gái hay là anh trai của mẹ, đúng không? Rồi sao nữa? And looking after her mother and father. À, and looking after her mother and father. Chỗ này bị thiếu. Này, có nghĩa là chăm sóc cha và mẹ của mẹ, đúng không? She feels quite lonely now. Nhưng mà bây giờ thì mẹ lại cảm thấy rất là quite lonely, có nghĩa là cảm thấy khá là cô đơn. She says that in America you live inside your house, but in Vietnam you take your house outside onto the street and share your life with everybody. À, ok. À, cô ấy nói rằng, có nghĩa là mẹ nói rằng ở Mỹ you live inside, có nghĩa là bạn sống ở trong nhà của bạn. Đó. Nhưng mà ở Việt Nam, but in Vietnam you take your house outside, có nghĩa là bạn mang nhà của bạn ra ngoài, đúng không? Có nghĩa là mình sống gần gũi, có nghĩa là mình sống chia sẻ với hàng xóm nhiều hơn á. On onto the street có nghĩa là trên đường phố, and share your life with everybody, và chia sẻ cái cuộc sống của mình với mọi người. Nhưng mà ở Mỹ thì khác. Ở Mỹ thì mình thấy là cái cuộc sống của người ta nó personal hơn, nó riêng tư hơn, đúng không? I don't remember that, but I do find the winters are quite hard to put up with in New York. À, ok. I don't remember that. Câu này quan trọng. I don't remember that. Tôi không nhớ điều đó. Vậy thì mình phải nghe được cái thông tin ở phía trước. Điều đó là điều gì? À, cái điều đó là cái chuyện mà ở Mỹ thì sống ở trong nhà nhiều, còn ở Việt Nam thì sống ở bên ngoài nhiều, chia sẻ câu chuyện với những người khác, đúng không? Nhưng mà cô này cô nói thêm, tôi không nhớ điều đó, nhưng mà tôi feel fine, có nghĩa là tôi nhận thấy rằng
the winter, winter là mùa, mùa đông, đã khá là khó khăn để put up, có nghĩa là để quen khi mà ở New York, để it's very cold and snows a lot. Okay. Trời thì lạnh và tuyết đổ rất là nhiều. Cold and snow a lot. Cái chữ snow á, nó vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu như là danh từ thì mình hiểu là tuyết, đúng không? Còn ví dụ như là snow dùng như động từ thì mình hiểu là đổ tuyết. Đấy. My mother still wears traditional Vietnamese clothes at home. À, cái câu này cũng quan trọng. Mẹ tôi, my mother still wears traditional Vietnamese clothes. Mẹ tôi thì vẫn mặc quần áo truyền thống Việt Nam, đó ha. And always cooks us rice and noodles. À, và luôn nấu cho chúng tôi cơm và noodles. Thì noodles nó có nhiều dạng ha. Noodles thì mình hiểu có thể là mì. Noodles có thể là hủ tiếu, có thể là bún. Đó. Thì noodles là những cái dạng sợi giống như vậy, đó ha. Rice and noodles. I must admit, I prefer burgers and chips. I must admit, tôi thì phải thừa nhận rằng, admit, thừa nhận rằng, I prefer, tôi thích burgers and chips, tôi thích hamburger và khoai tây chiên hơn, đó. Thì mình hiểu là cái cô này là người Việt Nam nhưng mà theo cái style Mỹ, đúng không? Thích bánh mì hamburger rồi thích mấy cái khoai tây chiên hơn. Although my friends like to visit us, I often feel a bit embarrassed by my parents' way of life. Okay, mặc dù vậy. My friend vẫn thích bạn của tôi thì vẫn thích thăm chúng tôi thăm và tôi thì thường feel a bit embarrassed, có nghĩa là tôi cảm thấy một tí hơi ngượng ngùng, hơi ngại bởi cái cách sống của ba mẹ tôi. Đấy, câu 24 mình chọn được rồi đấy. Vậy thì cái người này đã quên điều gì? Thay vì ở trong bài người ta nói cái câu đó là I trong bài người ta không có nói cái cụm là forgotten mà người ta dùng cái cụm đó là I don't remember that, đúng không? Cái này là cái chính để mình chọn được đó. Rồi mình chọn đi ạ. Tôi không nhớ điều đó là điều gì? Sống thân thiết với hàng xóm hay là thời tiết ấm áp hay là thức ăn truyền thống hay là thích mặc những cái bộ đồ truyền thống. Ok, câu đúng mình sẽ chọn đó là có. Đây chọn gì đây? À, Miss Thùy Trang, mình chọn câu A, living close to other people, chính xác ha. Ok. Câu số 25. Why does she find it difficult to invite friends to her home? Tại sao lại cảm thấy khó khăn hay là nhận thấy khó khăn khi mời bạn về nhà? Ê, chỗ này, cái câu này đã cho mình biết rồi. Tôi cảm thấy là hơi bị ngại ngùng, hơi bị ngượng bởi cái cách sống của ba mẹ tôi. Để mình nghe thêm một miếng nữa ha, cho hết luôn. They don't understand Americans, and I think I am more American than Vietnamese now. Giải thích đó là they do not understand Americans. Ba mẹ thì không có hiểu người Mỹ. Và tôi nghĩ thì I'm more American than Vietnamese now. Tôi thì nhiều Mỹ hơn người Việt Nam. Có nghĩa là trong về cái cô này thì trong cô này là khoảng bao nhiêu phần trăm đó, tỷ lệ của người Mỹ nó nhiều hơn người Việt Nam, đó. I suppose it's sad for them to have such a strange daughter. Okay. I suppose, tôi cho rằng, it is sad for them, ba mẹ tôi rất là buồn, rất là đáng tiếc cho ba mẹ tôi khi có một cái cô con gái kỳ lạ như tôi, a strange daughter, đúng chưa? Vậy thì ngay chỗ câu số 25 này mình chọn được nè. Tại sao cô này lại nhận thấy khó khăn khi mời bạn về nhà? Ôi, ba mẹ không có tiền. Nãy giờ trong bài chưa hề nghe chữ money luôn, đúng không ạ? B. Her parents haven't adopted American way of life. Ba mẹ không thích nghi được, đúng không? C. Chỉ biết nấu đồ ăn Việt Nam thôi. Trong bài này nói là vẫn thường hay nấu, vẫn luôn nấu. Chứ không phải là không biết nấu đồ ăn nước ngoài, đúng không ạ? Câu D. Ba mẹ thì không nói tiếng Anh giỏi. Mẹ có thể gặp khó khăn nhưng mà trong bài thì nãy giờ ba thì chưa thấy nghe nói gì cả. Cho nên là gom cụm lúc thì nó không đúng. Đó. Cái câu chính xác thì các anh chị nên chọn câu. Yes, câu B chính xác ạ. À. Ok, chính xác. Bây giờ mình nghe lại bài này một lần nữa, đúng không? Các anh chị xem lướt những cái câu hỏi, những cái câu trả lời và cái tab phía trên màn hình ha. Phần này thì sẽ cố gắng làm chạy từ trên xuống để cho các anh chị nhìn thấy rõ hết cả 5 câu ha. Now listen again.
Now we are ready to start. Listen carefully. I was a small child when I left Vietnam and moved with my family to live in America. For me and my little brother, it didn't take long before we felt American. But for my parents and two older sisters, it was a different story. The biggest problem for my mother was the language. We were living in New York, and although there were quite a lot of Vietnamese families near us, they didn't work in the stores. This meant my mother had to take me with her when she went shopping, and I was usually at school. For my father, the most important thing when we arrived was to find a job. Luckily, he had friends who knew us in Vietnam, and they helped him get a job in a factory. It was hard for him to do that sort of work. In Saigon, he had been a doctor. My two older sisters went to high school. They worked hard and did well, and the school gave them extra English lessons. Even now, though, they speak with Vietnamese accents. My brother and I are lucky. We may look Vietnamese, but we speak with American accents. My family found the way of life very different. In Vietnam, my mother used to spend a lot of time visiting her sisters and brothers and looking after her mother and father. She feels quite lonely now. She says that in America, you live inside your house, but in Vietnam, you take your house outside onto the street and share your life with everybody. I don't remember that, but I do find the winters are quite hard to put up with in New York. It's very cold and snows a lot. My mother still wears traditional Vietnamese clothes at home and always cooks us rice and noodles. I must admit, I prefer burgers and chips. Although my friends like to visit us, I often feel a bit embarrassed by my parents' way of life. They don't understand Americans, and I think I am more American than Vietnamese now. I suppose it's sad for them to have such a strange daughter. Này, ok ha. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp cái phần của cái câu hỏi tiếp theo, có nghĩa là từ câu 26 cho tới câu 30. Ở nhà, nếu mình có tài liệu mình in ra thì mình đánh dấu, mình ghi chú vào luôn ha. Từ câu 26 tới câu 30. 26. What happened in American school before 1972? Câu này thì mình thấy là người ta cho mình về một cái thời điểm nữa ha, có nghĩa là trước năm 1972 thì điều gì xảy ra ở những cái trường học ở Mỹ. Ở đây người ta lưu ý là trường học. Trường học là khi người ta dùng cái chữ school thì mình hiểu là trường cấp 1, 2, cấp 3. Từ đó trở lên thì người ta dùng chữ khác là college hay là university. Cho nên mình lưu ý ha. Oh, girls didn't go to school. Cái ý đầu tiên đó là trước năm 1972 thì các bạn nữ, có nghĩa là nữ giới thì không đi học. Đó. Rồi, B. Every classroom was a mix of boys and girls. Mỗi cái lớp học thì là cái sự pha trộn của nam và nữ. Có nghĩa là mình hiểu là nam với nữ học chung, đúng không? Ở đây mình dùng từ nào? Sự hòa nhập đi ha. Của nam và nữ trong lớp học. Đó. Sự pha trộn cũng được. C. Boys can learn what they want it. Có nghĩa là nam, các bạn nam thì có thể học được những gì mà chúng muốn. Này, nữ. D. They didn't teach girls some subjects. Ok. Có nghĩa là những cái trường học ở Mỹ thì không dạy nữ một vài môn học. Này, có thể là trong bài người ta sẽ kể ra môn nào nữa ha. Câu 27. What is the reason that most American schools have mixed classes? Ở đâu là lý do mà hầu hết những trường học ở Mỹ có cái lớp học mixed? Có nghĩa là lớp học mà có pha trộn giữa nam và nữ đó. Hầu hết trường học Mỹ có các lớp học kết hợp. Đó. Rồi. A. Scientists said that it was the best thing. Scientists có nghĩa là gì?
nhà khoa học, đúng không? Nhà khoa học nói rằng đó là điều tốt nhất. À, the best thing. Câu B. Teachers did not want to teach single gender class. Nghĩa là giáo viên đó không muốn dạy những cái lớp học mà chỉ có một giới tính thôi. Đó. Là sao? Có nghĩa là giáo viên không thích dạy một lớp toàn là nam không? Cũng không có thích dạy một lớp toàn là nữ không? Đấy. C. A law gave girls an equal chance to learn. Có nghĩa là law có nghĩa là luật. Luật pháp. Một cái đạo luật nào đó đúng không? Luật pháp cho phép hay là cho nữ cơ hội bình đẳng. Chance nghĩa là cơ hội, equal là bình đẳng. Để học, để đi học. Đấy. Rồi, câu D. Boys and girls behave better in such classes. Có nghĩa là cả nam và nữ đều cư xử tốt hơn. Behave có nghĩa là cư xử tốt hơn trong những cái lớp học như vậy. Such classes có nghĩa là những cái lớp học như vậy. Như vậy là mixed classes. Thay vì người ta không có nhắc lại cái chữ mixed classes thì người ta dùng cái chữ là such classes. Nghĩa của mình chàng, nhưng mà mình phải hiểu được cái điều người ta nói phía trước. Rồi, câu 28. Why my girls not get a chance to talk much in class with boys? Tại sao những cái cô nữ lại không có cơ hội để nói chuyện nhiều ở trong lớp với các cậu con trai? Đó. Rồi, A. Because teacher doesn't ask some questions. Tại vì giáo viên không đặt câu hỏi. Ok. Rồi. B. Because boys are louder and often talk first. Vì con trai thì nó như nào ta? Ồn ào hơn. Đó. Ồn ào và nói chuyện trước. Ở đây mình dùng cái chữ talk giống như chữ phát biểu đi ha. Và phát biểu trước. Cho nó hợp ngữ cảnh tí xíu. Rồi. C. Because boys know the correct answer. Bởi vì con trai thì, hay là nam đó, thì biết được câu trả lời đúng. Rồi, cái câu D. Because girls are often shy. Shy có nghĩa là gì? Mắc cỡ, đúng không? Bởi vì nữ thì thường mắc cỡ, thường ngại ngùng. Câu 29. What's not the reason that some school are reconsidering separating classes? Đâu không phải là lý do mà các trường học reconsidering. Re có nghĩa là cái gì mà có chữ re ở phía trước thì mình hiểu là lặp đi lặp lại. À, reconsidering có nghĩa là cân nhắc lại cái việc mà chia lớp học, phân chia lớp học. Mà mình lưu ý nha, cái câu này người ta hỏi mình là gì? Not, không phải là lý do. Có thể là trong bài, trong cái bài nói đó, thì người ta sẽ nói là đây là lý do thứ hai, lý do thứ ba. Đó, thì mình sẽ nghe mình loại trừ đi. Tại vì chỗ này nó hỏi là không phải lý do. Đó. Rồi, một vài trường học thì đang cân nhắc lại. Việc phân chia lớp học. Dạy. A. They prefer the old teaching style. Họ thích cái phong cách giảng dạy cũ hơn. Này. B. Boys and girls can bother each other. Cái chữ bother này mình đừng có nhầm với chữ brother nha. Brother là anh trai, còn bother có nghĩa là làm phiền. Đó. Là sao? Nữ và nam thì thường hay làm phiền nhau, học không là học mà lo chọc ghẹo nhau, ý là vậy. See, boys and girls like different things. Nam và nữ và thích những điều khác nhau. Rồi, câu D. Boys learn differently than girls. Thế là nam học thì học khác biệt, cái kiểu học thì khác so với nữ nữa ha. Rồi, câu 30, câu cuối cùng. Nói gì đây? Which is one class
that is not mentioned is being separated. Có nghĩa là trong những cái môn học dưới đây thì cái môn học nào không được đề cập để chia lớp. Đó. Nôm na nó hỏi vậy đó. Môn học nào không được chia lớp. À vậy thì mình hiểu là sao? Sẽ có những môn học mà nên chia lớp và sẽ có những môn mà không cần phải chia lớp. Đó. Vậy thì môn nào không cần được chia? Thứ nhất là môn toán. Đúng không? Social study có nghĩa là những cái môn mà nghiên cứu xã hội. Rồi, cái câu C, science, những cái môn khoa học. Và câu D, physical education, có nghĩa là môn PE, người ta hay viết tắt là môn PE, là môn thể dục. À nha, bây giờ mình nghe nha. Tiếp tục cho cái phần lúc nãy. Có gì cô thu gọn lại xíu nha cô. Dạ. Yeah. Now open your question paper and look at talker lecture 2. You now have 35 seconds. In schools, almost every classroom is a mix of boys and girls. However, it was not always this way. In the past, schools did not teach girls subjects like science and math. In 1972, a law called Title IX was made in America. It gave girls an equal chance at education. Since then, boys and girls have been taught together. Recently, though, some schools are reconsidering separating classes. This is different than in the past, however. Girls still learn the same subjects as boys. They just study without boys in the classroom. Why? Well, scientists know that boys and girls learn differently. They also behave differently in the classroom. Boys are louder and more confident. They like to talk and show what they know. In general, girls are quieter. They prefer to listen and think carefully before they give their answers. When boys and girls are together, the boys can be too dominant. Also, boys and girls can bother each other. Instead of thinking about the lesson, they think about each other. In a separated classroom, they behave better and can focus on studying. Another reason for separated classes is that boys and girls often like different things. For instance, boys prefer stories with action and adventure. In an all-boys English class, the teacher can choose books that will be interesting to boys. This way, they will be more excited about the stories. Not all the classes are separated, just the main subjects, like English, math, science, and social studies. Still, some teachers think that separate education is not good. They worry that boys and girls will not learn how to work well together. Right now, less than 600 schools are trying separate classrooms. Time will show if it is a good idea or something that should be left in the past. Now open your question paper and look at Talker Lecture 3. You now have 35 seconds to look through the question. Recently, though, some... Now we are ready to start. Listen carefully. In American schools, almost every classroom is a mix of boys and girls. However, it was not always this way. In the past, schools did not teach girls subjects like science and math. In 1972, a law called Title IX was made in America. It gave girls an equal chance at education. Since then, boys and girls have been taught together. Recently, though, some schools are reconsidering separating classes. This is different than in the past, however. Girls still learn the same subjects as boys. They just study without boys in the classroom. Why? Well, scientists know that boys and girls learn differently. They also behave differently in the classroom. Boys are louder and more confident. They like to talk and show what they know. In general, girls are quieter. They prefer to listen and think carefully before they give their answers. When boys and girls are together, the boys can be too dominant. Also,
Boys and girls can bother each other. Instead of thinking about the lesson, they think about each other. In a separated classroom, they behave better and can focus on studying. Another reason for separated classes is that boys and girls often like different things. For instance, boys prefer stories with action and adventure. In an all-boys English class, the teacher can choose books that will be interesting to boys. This way, they will be more excited about the stories. Not all the classes are separated, just the main subjects, like English, math, science, and social studies. Still, some teachers think that separate education is not good. They worry that boys and girls will not learn how to work well together. Right now, less than 600 schools are trying separate classrooms. Time will show if it is a good idea or something that should be left in the past. Now open your question paper and look at Talker Lecture 3. You now have 35 seconds. Này, ok. Mình chọn từ từ được rồi ha. Mình xem lại. Mình xem lại cái phần half trip này luôn nha. Nói chung là những cái bài ở trong cái phần số 3 này về cái mức độ nó khó hơn. Những cái bài kia và cái thời lượng nó cũng dài hơn. Cho nên là mình đưa những cái half trip bên đây để các anh chị theo dõi cho nó dễ. Nè. Từ câu hỏi 26 cho tới câu 30, bây giờ mình sẽ nghe và mình phân tích xem là cái nào. Tại sao lại chọn câu này, tại sao lại không chọn câu kia nha. Câu 26, vậy thì điều gì xảy ra ở các trường học ở Mỹ trước năm 1972? Cái này mình hết sức lưu ý tại vì người ta hỏi mình trước. Đó, có thể là trong bài người ta nói từ năm 1972 trở đi chẳng hạn. Đó, nó khó là khó ở chỗ đó đó. Là in American schools, almost every classroom is a mix of boys and girls. À, ok. Ở các trường học ở Mỹ thì hầu hết mỗi lớp học đều có cái sự kết hợp giữa nam và nữ. Thì mình hiểu có nghĩa là nam và nữ học chung với nhau. À. However, it was not always this way. À, tuy nhiên, lúc nào không phải lúc nào cũng theo cái cách này. Đó, không phải lúc nào cũng giống như vậy. In the past, schools did not teach girls subjects like science and math. Okay. Trong quá khứ, in the past, thì trường học did not teach girls some subject like science and math. Có nghĩa là trường học không có dạy cho nữ một vài môn học như là môn khoa học và môn toán. In 1972, a law called Title IX was made in America. À, và vào năm 1972 thì một cái đạo luật tên là Title IX, nghĩa là đạo luật số 9 đó, thì đã được thực hiện ở Mỹ. Và ở phía sau thì người ta sẽ giải thích là cái đạo luật này nó về cái gì, đúng không? It gave girls an equal chance at education. À, và cái đạo luật này gave girls an equal chance, có nghĩa là cho nữ, cho các bạn nữ hay là cho con gái có cái equal chance, cái cơ hội bình đẳng về mặt giáo dục, at education, right? Since then, boys and girls have been taught together. À, và kể từ đó, có nghĩa là kể từ năm 1972 này, thì boys and girls have been taught together. Có nghĩa là nam và nữ được dạy học, được học cùng với nhau. Đó. Vậy thì mình thấy rõ ràng là kể từ năm sau 1972 thì mới được học chung, còn trước đó thì là không có được, được không? Tại vì là trường học thì không có dạy nữ một vài môn học như là science and math. Được ha? Vậy thì ngay chỗ câu 26 này mình chọn câu nào là hợp lý đây? Bây giờ nghe rồi, đọc khắp clip rồi, nhưng nhiều khi chọn cũng sai rồi nha. Đây, có người chọn 26D, có người chọn 26B. Ok, cái câu D thì nói rằng là they didn't teach girls some subject, quá rõ ràng, trước năm 1972. Còn cái câu B nói là mỗi lớp học đều có sự pha trộn giữa nam và nữ, nhưng mà đó là sao kể từ năm 1972 trở đi. Đó, cái này là sẽ dễ bị nhầm. Nếu như chỗ này người ta để after 1972 là chọn được câu B, đúng không? Nhưng mà nếu người ta hỏi before thì mình phải chọn là câu D mới là câu đúng. Ok, rồi chọn lại nhé. Câu số 27,
Vậy thì đâu là lý do rằng hầu hết các trường đại học, các trường học ở Mỹ đều có lớp học pha trộn này? Được ha, mình chọn luôn. Tại vì nhà khoa học nói đây là điều tốt nhất, không phải. Toby nói rằng là giáo viên chỉ muốn dạy những cái lớp mà có một giới tính thôi. Toby có một cái đạo luật nào đó đã cho nữ cơ hội được học tập bình đẳng. Và cái câu đi cư xử tốt hơn ở trên lớp. Thì rõ ràng mình thấy là cái câu nào đúng? Cái câu mà liên quan tới cái đạo luật, được chưa? Và cái đạo luật số 9, cho nên ngay chỗ câu 27 này ta chọn tới luôn. 27 mình chọn câu C, chính xác, các anh chị chọn đúng rồi ha. Ok nha. Rồi, câu 20. Yes, câu 28 mình nghe tới luôn nè. Recently though, some schools are reconsidering separating classes. À, ok. Làm sao? Recently, Joe's. Mặc dầu vậy, gần đây một vài trường học lại cân nhắc về cái chuyện đó là chia lớp ra nữa, đúng không? Có nghĩa là lúc trước chia, tại sao có đạo luật cái học cho học chung, cái giờ đang cân nhắc lại cái chuyện là à có nên chia hay không, thì sẽ có một vài lý do, mình xem lý do nhé. This is different than in the past, however. À, tuy nhiên điều này nó sẽ khác biệt so với quá khứ. Girls still learn the same subjects as boys. À, nữ thì vẫn sẽ learn same subjects. A boy có nghĩa là nữ cũng sẽ học một vài môn học như là nam. They just study without boys in the classroom. À, nhưng mà chỉ có là họ học nhưng mà không có nam ở học cùng chung một lớp với họ thôi. Tại sao? Why? Well, scientists know that boys and girls learn differently. À, tại vì là nam và nữ thì nhà khoa học nói nam và nữ là có thể học khác nhau. Đấy. They also behave differently in the classroom. À, chúng cũng có thể là cư xử khác nhau ở trong lớp. Boys are louder and more confident. À, nam thì như thế nào ta? Louder, ồn ào hơn và more confident, tự tin hơn. Rồi sao? They like to talk and show what they know. À, chúng thích nói những chúng thích nói và thể hiện những gì mà chúng biết, có nghĩa là nam hay vậy đó. Right. In general, girls are quieter. They prefer to listen and think carefully before they give their answers. À, okay. Nhìn chung thì girls are quieter, có nghĩa là nữ thì nó yên tĩnh hơn. They prefer to listen. Nữ thì thích lắng nghe hơn và suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi họ đưa ra câu trả lời. Đó. Thì mình thấy cái style học là khác nhau rồi. When boys and girls are together, the boys can be too dominant. À, khi mà nam với nữ học cùng với nhau, the boys can be too dominant. Dominant có nghĩa là sao? Dominant có nghĩa là thống trị, áp đảo. Đó. Thì con trai nó có thể là nó áp đảo hơn. Also, boys and girls can bother each other. À, ngoài ra nam và nữ lại có thể là bother each other. Hồi nãy mình có biết cái cụm này rồi đúng không? Bother each other có nghĩa là làm phiền lẫn nhau. Đó, chọc ghẹo lẫn nhau. Instead of thinking about the lesson, they think about each other. À, thay vì là nghĩ về bài học, chúng lại nghĩ về nhau, để không là học. In a separated classroom, they behave better and can focus on studying. À, ok. À, ở trong những cái lớp học mà được separated, có nghĩa là được phân chia ra, để ha. Anh cái đây là mình hiểu bị động đó. They behave better, chúng cư xử tốt hơn và focus on studying, có nghĩa là nó sẽ tập trung hơn vào cái chuyện học. Another reason for separated classes is that boys and girls often like different things. À, một cái lý do cho cái chuyện mà chia lớp là nữ và nam đó thì like different things, có nghĩa là chúng thích những cái thứ khác nhau. Đầu tiên là nó học khác nhau và nó thích những điều khác nhau. Có hai lý do chính ha. For instance, boys prefer stories with action and adventure. In an all-boys English class, the teacher can choose books that will be interesting to boys. This way, they will be more excited about the stories. À, là sao? Người này đưa ra ví dụ. À, ví dụ là boys thì thích những cái story, có nghĩa là thích những câu chuyện with action. Những cái câu chuyện mà nó có mang yếu tố hành động. Adventure, có nghĩa là phiêu lưu. In an all boys English class, có nghĩa là trong một cái lớp học toàn là nam. Teacher can choose book, có nghĩa là giáo viên có thể chọn được những cái quyển sách mà nó thú vị đối với nam, có nghĩa là những cái quyển sách về phiêu lưu, mạo hiểm, hành động gì đó, đúng không? This way, they will be more excited about the story. Và theo cái cách này thì những cái cậu con trai sẽ hứng thú hơn
về những câu chuyện, đối với những câu chuyện. Not all the classes are separated, just the main subjects, like English, math, science, and social studies. À, không phải tất cả những cái lớp học đều phải được chia, có nghĩa là những môn học không phải môn nào cũng chia hết. Just main subjects, chỉ những cái môn chính thôi, ví dụ như là English, math, science, and social studies. Thì ngay chỗ này mình thấy là người ta liệt kê cho mình là những cái môn học hay những cái lớp học mình nên được chia. Và trong bài của mình thì có cái câu là cái lớp học mà không nên được chia thì mình loại trừ ra ha. Câu số 28. Why might girl not get a chance to talk much in class with boy? Tại sao nữ lại không có nhiều cơ hội để nói chuyện nhiều trong lớp với nam? Đó, cho nên mình chọn đi. A, B, C, D. Để mình thấy cái thông tin nào xuất hiện ở trong bài. Này, câu A, because teacher doesn't ask them questions, câu này là không đúng, đúng không? B, not get a chance to talk much. Boys are louder and often talk first. C, boys know the correct answer, chưa chắc, đúng không? Tại nó thích thể hiện hai. D, girls often shy. Ở trong bài mình thì nói là nữ thì thường quiet hơn, yên lặng hơn thôi, chứ không hẳn là shy, đúng không? Cho nên câu 28 này mình sẽ chọn đó là câu B. Boys are louder and often talk first. Được chưa? Ok. Rồi, câu 29. Đâu không phải là lý do mà trường học đang cân nhắc về cái chuyện mà chia lớp. Thì mình thấy là có nhiều lý do để cân nhắc về chuyện chia lớp. Ví dụ như là nam nữ học khác nhau, chúng thích những điều khác nhau, chúng cư xử khác nhau, đúng không? Rồi, và đây hỏi là không phải lý do thì mình loại trừ ra. Câu A, they prefer old teaching style, thích phong cách giảng dạy cũ. B, nam và nữ là làm phiền nhau, là đúng nè, câu này đúng, câu B đúng nha. Câu C, boys and girls like different things, chúng thích những điều khác nhau, câu này cũng có trong bài luôn. Câu D, nam học khác với nữ, cũng có trong bài luôn. Vậy mà cái không nói, không được nhắc tới trong bài đó là câu à, giáo viên thích những điều, à, thích cái phương pháp dạy cũ hơn, đúng chưa? Cho nên mình chọn câu A. Right. Đây ha. Câu 230, ý chọn được luôn câu 30 luôn rồi. Thích những cái khác nhau, thích những cái khác nhau là nó phải xuống đây mới đúng. À, right. Câu 30 chọn được luôn rồi đó. Vậy là lớp học nào được đề, không được đề cập là phải chia trên lớp. Câu số 30 ta sẽ chọn câu. À, câu 30, D, chính xác. Ok, đúng rồi. Học toán, học tiếng Anh gì đó thì nên chia ra. Còn thể dục mà chia ra nó cũng hơi mệt, đúng không ạ? 30 gì? Ok ha, bây giờ mình nghe lại bài này một lần nữa đi. In American schools, almost every classroom is a mix of boys and girls. However, it was not always this way. In the past, schools did not teach girls subjects like science and math. In 1972, a law called Title IX was made in America. It gave girls an equal chance at education. Since then, boys and girls have been taught together. Recently, though, some schools are reconsidering separating classes. This is different than in the past, however. Girls still learn the same subjects as boys. They just study without boys in the classroom. Why? Well, scientists know that boys and girls learn differently. They also behave differently in the classroom. Boys are louder and more confident. They like to talk and show what they know. In general, girls are quieter. They prefer to listen and think carefully before they give their answers. When boys and girls are together, the boys can be too dominant. Also, boys and girls can bother each other. Instead of thinking about the lesson, they think about each other. In a separated classroom, they behave better and can focus on studying. Another reason for separated classes is that boys and girls often like different things. For instance, boys prefer stories with action and adventure. In an all-boys English class, the teacher can choose books that will be interesting to boys. This way, they will be more excited about the stories.
Not all the classes are separated, just the main subjects, like English, math, science, and social studies. Still, some teachers think that separate education is not good. They worry that boys and girls will not learn how to work well together. Right now, less than 600 schools are trying separate classrooms. Time will show if it is a good idea or something that should be left in the past. Now, này, mình còn một cái phần số 3 nữa. Mình cố gắng luôn xong luôn cái phần này luôn ha. Rồi, từ câu 31 tới câu 35. Who is listening to the orientation talk? Okay. Ở đây mình có cái cụm đó là orientation talk, có nghĩa là cái buổi nói chuyện định hướng. Vậy thì ai lắng nghe? Ai nghe cái buổi này? Đó, ai nghe buổi định hướng? Buổi trò chuyện định hướng đi. Ok. Nào, vậy thì đối tượng người ta hỏi ai sẽ nghe cái bài này? A new international student, có nghĩa là học sinh quốc tế. Học sinh quốc tế thì mình hiểu như học sinh nước ngoài vậy đó ha. Rồi, câu B. The teacher of international department, có nghĩa là giáo viên ở phòng quốc tế hay là phòng ban quốc tế gì đó. Ok. Right, C. All first year students in college. Tất cả học sinh năm nhất. Câu D. The director of international student, có nghĩa là giám đốc của những cái học sinh quốc tế. Nè ha. Câu 32, what is the purpose of this talk? Cái chữ purpose có nghĩa là mục đích, mục tiêu, đúng không? Mục đích của cái buổi trò chuyện này là gì? Nào. A, to introduce the director of international student affairs. Ok, có nghĩa là sao? Giới thiệu. Cái buổi này là để giới thiệu giám đốc của cái viện, thì mình hiểu affair là viện hay là những cái international student affair, có nghĩa là bên bộ phận học sinh quốc tế đó. Này, câu B, to deal with all international student problems, có nghĩa là để xử lý những cái vấn đề của du học sinh. Đấy, học sinh quốc tế, học sinh nước ngoài đó ha. Câu C, to inform the importance of using English in class, có nghĩa là thông báo về cái tầm quan trọng. Của việc sử dụng tiếng Anh. À. Trong lớp học, đó. Dạ. Yeah. D, to introduce common problem, có nghĩa là giới thiệu những vấn đề, ghi ở dưới thì ha, sợ bị đụng, giới thiệu vấn đề phổ biến của cái việc mà giao tiếp non-verbal, như là giao tiếp mà bằng mình hiểu verbal nghĩa là giống như là từ ngữ vậy đó, mà mình hiểu là non-verbal nghĩa là không có dùng từ ngữ là ha, thì có nghĩa là giao tiếp bằng cử chỉ chẳng hạn. Là mình hiểu nha, nên verbal là ngược lại, verbal là giao tiếp bằng ngôn ngữ, ví dụ như mình nói chuyện với nhau thì đó là verbal communication, còn nên verbal communication thì có nghĩa là giao tiếp bằng cử chỉ, ra dấu chẳng hạn đó. Rồi, according to speaker, what is body language? Body language là gì, đúng không? Ngôn ngữ cơ thể là gì? Đó, mình sẽ nghe trong bài, người ta sẽ định nghĩa what is body language. This is the use of tense, verb tense and modals, có nghĩa là sử dụng những cái thì, này là về ngữ pháp lại, đúng không? Sử dụng thì và những cái động từ hình thái gì đó. Rồi, câu B, it's way
to ask for direction. Đó là một cái cách để hỏi đường. Rồi, cái câu C is the language used in class only, có nghĩa là cái ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trong lớp. Rồi, cái câu D is the language of movement, có nghĩa là cái ngôn ngữ mà của gì đây? Của cái việc movement có nghĩa là di chuyển, được ha? Vận động. Và cái việc là cái những cái cử chỉ trên gương mặt đó, ví dụ như mình vui hay là mình buồn vậy đó, thay vì mình nói chuyện với người ta là tôi buồn quá thì cái mặt của mình nó thể hiện hết chẳng hạn. Rồi câu 34, in American culture có nghĩa là theo cái văn hóa của Mỹ, thì cái nào ở dưới đây thì đúng đó. Rồi thứ nhất, eye contact is the same, có nghĩa là cái liên hệ về ánh mắt. À, cái này mình dịch thân khác giống như là tương tác đi ha, để tương tác ánh mắt thì nó cũng giống như hầu hết những cái nền văn hóa khác. Rồi, câu B, making eye contact is a sign of this respect, nghĩa là thực hiện những cái tương tác bằng mắt thì là dấu hiệu của cái việc thiếu tôn trọng. Rồi, cái câu C, people don't look in other eyes while talking, có nghĩa là người ta không nhìn vào mắt khi nói chuyện. Rồi, câu D, eye contact is considered, có nghĩa là cái tương tác bằng mắt đó được xem là dấu hiệu của sự chân thành. À, câu cuối cùng, according to the speaker, what is true about handshake in American culture? Handshake có nghĩa là gì ta? Bắt tay, shake là rung, hand là tay, đúng không? Bắt tay. Handshake are not common. Common có nghĩa là phổ biến. Đầu tiên là người ta nhận xét là bắt tay thì không có phổ biến, đúng hay không? Handshake thì không nên quá mạnh. Lại. Handshake need to be firm, có nghĩa là cần phải được gọi là firm, có nghĩa là khẳng định, cần phải chắc chắn. Hai nghĩa ha. Mình xem trong bài một hồi người ta muốn dùng nghĩa nào. Rồi, cái câu D, handshake is not important. Shaking hand chứ, bắt tay thì không quan trọng. Này, bây giờ mình nghe luôn cái phần sau nha. Open your question paper and look at Talker Lecture 3. You now have 35 seconds to look through the questions and the options in each question. Now we are ready to start. Listen carefully. Hi, I'd like to welcome all of you to the International Student Orientation at Norwalk College. I hope that your travels from your home country have been easy and that you're all settling in well. I believe I've met everyone, but just in case, I'm the Director for International Student Affairs, the person you can come to if you're having problems with your classes, your housing, visas. You're always welcome to stop by my office. We'll have several short workshops today, and we'll be talking about some common issues that international students face. The first one that I want to deal with is about communication, and in particular, nonverbal communication. Now, all of you have been studying English for some time. You have a good vocabulary, and you probably know all about verb tenses and modals and can ask directions and order from a menu. But communication is not only verbal. That is, talking is not the only language we use to communicate. Another way we communicate is through nonverbal communication, or body language. The term body language
means the movements we use and the facial expressions we have, like smiling or frowning, the way we sit or stand, the way we touch or look at someone, the distance we stand from another person. Some psychologists say that more than 60% of our communication is actually done through body language. We do it without thinking or without ever having been specifically taught what the gestures or expressions mean. The problem is that body language is a little bit different in each culture, and this can often cause some problems with communication. Here's an example. In many places, it may be a little rude or disrespectful to look at another person directly in their eyes as you talk with them. So many international students will avoid this eye contact. But in America, we expect it. We think of eye contact as a sign of honesty and straightforwardness. American parents actually encourage their children to look people in the eye when speaking. Just imagine a conversation where an international student was trying to be respectful by not looking into the eyes of her American classmate. The American might wonder why her classmate wouldn't look directly at her, and the international classmate would be wondering why she was being stared at. The end result is an awkward and frustrating interaction. Oh, here's another one. Americans shake hands firmly when they greet each other, because to Americans, a firm handshake signifies strength and power. But a soft or limp handshake is considered a sign of weakness. In some cultures, handshakes are less common, or a gentle, soft handshake is acceptable. So students need to know that when shaking hands, it's important to be firm. In America, a thumbs up sign, a thumb raised in the air. That is the end of part three. Now you have 5 minutes to check your answers and transfer your answers. Workshops today, and we'll be talking about some common. Now we are ready to start. Listen carefully. Hi, I'd like to welcome all of you to the International Student Orientation at Norwalk College. Okay, Langsa. Xin chào, tôi rất chào mừng tất cả các bạn to the International Student Orientation, tới cái buổi định hướng cho sinh viên người nước ngoài, đúng không? At Norwalk College, đấy. Vậy thì đọc cái câu này ra là mình biết là to the International Student, đúng không? Đối với cái buổi định hướng cho sinh viên người nước ngoài, vậy mình biết là ai là người nghe cái này rồi, đúng không? Mình chọn câu nào đây ạ? C, đúng không? On first year student in college, hả? Tất cả những học sinh năm nhất, hả? Đâu nói năm nhất đâu. Nghe thử tiếp rồi có thêm thông tin gì nữa. I hope that your travels from your home country have been easy and that you are all settling in well. Tôi hy vọng là cái chuyến đi của bạn từ cái đất nước của bạn have been easy, có nghĩa là chuyến đi rời nhà của mình đó, thì nó được dễ dàng, đúng không? Và hy vọng là tất cả các bạn đang sống tốt. Đấy. I believe I've met everyone, but just in case, I'm the director for International Student Affairs, the person you can come to if you're having problems with your classes, your housing, visas. Okay, rằng sao? Tôi tin rằng là I've met everyone. Tôi tin là tôi đã gặp mọi người ở đây hết. But just in case, chỉ phòng hờ thôi, trong trường hợp mà mấy bạn chưa biết đó, thì tôi là, câu này cô giới thiệu lại, I'm director, tôi là giám đốc của cái bên phòng. Giống như là phòng hợp tác quốc tế vậy đó, thường mới là vậy, International Student Affairs. The person you can come, cái người mà bạn có thể đến để gặp nếu như bạn có bất kỳ cái vấn đề nào trong lớp, hay là your housing, vấn đề về nhà ở, hay là vấn đề về visa, right? You're always welcome to stop by my office. Okay. Và bạn luôn luôn được chào đón ở văn phòng của tôi. We'll have several short workshops today, and we'll be talking about some common issues that international students face. Okay. Chúng tôi có một cái buổi workshop ngắn, được không? Một vài buổi
hội thảo ngắn ngắn. Hôm nay thì we're talking about some problem, some common issues. Chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề phổ biến mà cái học sinh quốc tế thường hay gặp phải, đúng không? Rồi, vậy thì cái câu này, câu số 1 là mình chọn lại được rồi đó, đúng không? Nó đâu có riêng là học sinh năm nhất, nãy giờ đâu có mình nghe đâu. Người ta đâu có nói về về cái là first year student đâu, mà người ta đang nói về cái gì? À, international student. Đó. Và cái câu hỏi ở đây là hỏi ai là người lắng nghe. Nên mình sẽ chọn câu đổi lại, câu A chính xác nha. Ok, đại diện tại vì mình đâu nghe gì first year đâu. Mặc dù mình biết là có thể trong đây sẽ có đứa là năm nhất, nhưng mà cái điều mà người ta đang quan tâm nhất đó là sinh viên năm nhất. Đó. Rồi, à, sinh viên quốc tế. Câu số 32, vậy thì mục tiêu của cái bài nói chuyện này là để làm gì? Cô này có giới thiệu bản thân của cô này hay là như thế nào đây? À, cái mục đích chính của cái buổi hôm nay là để về gì đây? Some common issues that international students face. Đúng chưa? 32, các anh chị chọn câu B. Đúng không? Deal with all international students problem. Ok, chính xác. Đúng không? Very good. À, mình thấy ngay chỗ cái câu là common, cái mình chọn common không đúng ha, nó chưa có đủ. À, ví dụ như câu D là common in non-verbal communication thì nó chưa đủ lắm. Lại. The first one that I want to deal with is about communication, and in particular, non-verbal communication. À, cái điều đầu tiên mà tôi đang muốn nói tới đó là deal with about communication, cái việc mà đương đầu hay là xử lý về cái vấn đề giao tiếp, đặc biệt là non-verbal communication, đặc biệt đó là về cái gì ta, cái việc mà giao tiếp bằng cử chỉ, đúng không? Now, all of you have been studying English for some time. You have a good vocabulary and you probably know all about verb tenses and modals and can ask directions and order from a menu. But communication is not only verbal. Okay. Làm sao? You have good, ở đây thì tất cả các bạn đều đang học tiếng Anh, đúng không? You have good vocabulary, bạn có cái từ vựng tốt. You probably know all about verb tense and modal, đúng không? Tất cả các bạn đều biết về cái từ vựng này, biết về từ, nhưng mà but, đúng không? Chỗ này nói là but this communication is not only verbal, nhưng mà cái kiểu ngôn ngữ hình thức này đó, à, cái kiểu giao tiếp này nữa thì nó không phải là giao tiếp bằng miệng không, đúng không? Rồi. Đâu ạ, chuột đâu ạ, đây. That is, talking is not the only language we use to communicate. À, okay. Có nghĩa rằng là cái việc nói chuyện không phải là cái ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta sử dụng để giao tiếp. Another way we communicate is through nonverbal communication or body language. À, okay. Và một cái cách mà chúng ta giao tiếp và thông qua đó là cái nonverbal communication, có nghĩa là không phải bằng ngôn ngữ, mà hay người ta gọi cái cách khác đó là body language, có nghĩa là ngôn ngữ hình thể. Rồi mình có một cái câu mà hỏi đó là vậy thì ngôn ngữ hình thể là gì, đúng không? Thì khúc này người ta bắt đầu người ta giải thích cho mình biết nè. The term body language means the movements we use and the facial expressions we have, like smiling or frowning, the way we sit or stand, the way we touch or look at someone. À, ok. Vậy thì cái the term có nghĩa là thuật ngữ ha các anh chị ha. Term, thuật ngữ. À, cái thuật ngữ và ngôn ngữ cơ thể có nghĩa là những cái movement we use, có nghĩa là những cái vận động hay là những cái chuyển động mà mình sử dụng, hay là những cái facial expressions. Facial có nghĩa là face đó, là về gương mặt đó, những cái cử chỉ trên cái gương mặt của mình, như là chúng ta smiling, như là mình cười, hay là mình frowning, cũng như là hay mình đau khổ, cái cách mà mình sit or stand, cái cách mà mình đứng hoặc là mình ngồi, hay là cái cách mình touch, mình chạm, hay là mình look at someone, hay là mình nhìn vào ai đó, đúng không? The distance we stand from another person. À, cái khoảng cách mà mình đứng cách xa người khác, đó cũng là cái ngôn ngữ hình thể, đúng không? Này cũng đúng nè. Ví dụ như mình đứng gần trong tầm khoảng 1 mét thì có nghĩa là mình với người đó là đang trong một cái mức là personal distance, có nghĩa là khoảng cách cá nhân là thân thiết. Còn ví dụ như đứng cách xa hơn 1 mét thì có nghĩa là hai người này là giữ khoảng cách với nhau, đã không phải là thân thiết lắm, chẳng hạn. Rồi, vậy thì ngay chỗ cái câu số
33 là mình chọn được rồi đó. Ngôn ngữ cơ thể là cái gì? Rất là rõ luôn. Câu D is the language of movement and facial expression. Ok, chính xác nha. Cái này nghe rất là rõ luôn. Câu 34, vậy thì theo văn hóa của Mỹ, câu nào thì đúng? Bây giờ thì nói tới cái vụ là eye contact, tương tác ánh mắt, đúng không? Some psychologists say that more than 60% of our communication is actually done through body language. À, psychologist có nghĩa là những cái nhà tâm lý học. À, những cái nhà tâm lý học thì nói rằng đó là hơn 60% cái việc giao tiếp của chúng ta thì thực chất là done through body language, có nghĩa là được thực hiện qua ngôn ngữ cơ thể. Rồi sao nữa? We do it without thinking or without ever having been specifically taught what the gestures or expressions mean. À, ok. Mà chúng ta thực hiện cái ngôn ngữ cơ thể mà không qua suy nghĩ nè, cũng không cần phải, không phải là được dạy cụ thể nào là cái gesture hay là cái cử chỉ đó là cái gì hay là cái điệu bộ đó là cái gì. Đó. The problem is that body language is a little bit different in each culture. And this can often cause some problems with communication. À, ok. Vấn đề ở chỗ đó là cái ngôn ngữ cơ thể thì nó hơi khác biệt chút xíu trong với mỗi nền văn hóa. Và cái điều đó có thể gây ra một vài cái problem khi mình giao tiếp. Gây ra một vài vấn đề khi mình giao tiếp. Vậy thì ở phía sau này người ta sẽ để ra là vấn đề đó là gì. Đó, người ta giải thích thêm nè. Here's an example. In many places, it may be a little rude or disrespectful to look at another person directly in their eyes as you talk with them. À, ok. À, cái cô này cũng đưa ra cái ví dụ ở nhiều nơi. It may be a little rude, có nghĩa là hơi thô lỗ một tí xíu. Hoặc là disrespectful, có nghĩa là hơi thiếu tôn trọng tí xíu khi mà nhìn vào ai đó, nhìn vào người khác directly, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của người ta khi bạn nói chuyện với họ, đúng không? Right. So many international students will avoid this eye contact. À, vì thế là một vài cái du học sinh quốc tế đó thì sẽ tránh cái chuyện đó là tương tác bằng ánh mắt. Đấy. But in America, we expect it. À, nhưng mà ở Mỹ thì chúng tôi lại trông đợi điều này. Ở Mỹ thì chúng tôi đang trông đợi về tương tác ánh mắt, ít là tương tác ánh mắt đó. Oh, we think of eye contact as a sign of honesty and straightforwardness. À, okay. Chúng tôi cho rằng cái việc mà tương tác ánh mắt là một cái dấu hiệu, it's a sign, đúng không? Là một cái dấu hiệu của honesty, nghĩa là sự chân thành, and straightforwardness. Straightforwardness có nghĩa là sự thẳng thắn. Đó, đó, nhìn vào ánh mắt người ta có nghĩa là mình chân thành và mình thẳng thắn. Nhưng mà cái này là đối với văn hóa Mỹ thôi nha. American parents actually encourage their children to look people in the eye when speaking. À, và phụ huynh Mỹ thì thực tế đó là encourage their children, có nghĩa là khuyến khích con của họ. To look people in the eyes, có nghĩa là nhìn vào ánh mắt của người khác khi nói chuyện. Rồi, như chỗ này là mình chọn được rồi nè. Ngay chỗ câu 34, vậy thì theo văn hóa Mỹ, câu nào đúng? Người ta hỏi văn hóa Mỹ thôi nha. Rồi, eye contact thì cũng giống như những nền văn hóa khác. B, thực hiện cái tương tác ánh mắt là dấu hiệu của disrespect. Và câu C, không nhìn vào ánh mắt người khác khi đang nói. Câu D, tương tác ánh mắt là dấu hiệu của honesty. Quá dễ dàng để chọn đúng không ạ? Câu D, chính xác. Ok. Giờ này mà thêm một cái chữ mà forwardness ở đây nữa là quá. Straightforwardness, có nghĩa là sự thẳng thắn là quá, quá đẹp đúng không? Câu 35, vậy thì là điều gì, câu nào đúng về cái handshake, cái vụ bắt tay ở nền văn hóa Mỹ? Ở đây người ta lại hỏi về nền văn hóa Mỹ nữa. Ok. Just imagine a conversation where an international student was trying to be respectful by not looking into the eyes of her American classmate. À, ok. Hãy thử tưởng tượng rằng trong một cái cuộc nói chuyện khi mà hay là nơi mà du học sinh Mỹ đang cố gắng tôn trọng bằng cách là không nhìn vào ánh mắt của một cái người bạn cùng lớp người Mỹ đã. The American might wonder why her classmate wouldn't look directly at her. And the international classmate would be wondering why she was being stared at. À, ok. À, cô này cô giải thích về cái vấn đề đó ha. Người Mỹ thì sẽ thắc là tại sao cái người bạn cùng lớp lại không chịu nhìn vào thẳng vào trong ánh mắt của cô ta. Và cái người du học sinh thì sẽ thắc mắc là tại sao cô ấy lại bị nhìn chằm chằm. Rồi mình hiểu cái vấn đề ha. Một bên thì là thích nhìn vào ánh mắt, còn một bên thì sợ khi nhìn vào ánh mắt. Đấy. Thì thành ra là nó có một cái vấn đề. Rồi.
The end result is an awkward and frustrating interaction. À, và cái kết cục lại đó là một cái sự interaction, có nghĩa là cái sự tương tác mà gọi là awkward, có nghĩa là sự tương tác mà nó thụt lùi đó, và frustrating, đáng thất vọng đấy. Oh, here's another one. Ừ, còn một cái nữa. Đây là bây giờ người này nói về cái chuyện đó là bắt tay đúng không? Americans shake hands firmly when they greet each other, because to Americans, a firm handshake signifies strength and power. À, ok. Người Mỹ đó thì bắt tay firmly có nghĩa là một cách chắc chắn khi họ chào nhau. Bởi vì đối với người Mỹ, một cái bắt tay chắc chắn thì signify có nghĩa là dấu hiệu cho hay là thể hiện cho cái strength, có nghĩa là sức mạnh. Và power, quyền lực. Đấy. But a soft or limp handshake is considered a sign of weakness. À, nhưng mà một cái bắt tay mà yếu mềm, đúng không? Bắt tay mà nó không có mạnh mẽ đó, thì được xem là dấu hiệu của sự weakness, của cái sự yếu đuối. In some cultures, handshakes are less common, or a gentle, soft handshake is acceptable. À, nhưng mà ở một số nền văn hóa, thì cái bắt tay thì nó less common, lại ít phổ biến. Hoặc là những cái gentle có nghĩa là hiền dịu, êm ái đó, là những cái mà bắt tay mà nó mềm mại hay là nó nhẹ nhàng thì lại được chấp nhận, is acceptable. Rồi sao nữa? So, students need to know that when shaking hands, it's important to be firm. À, vì thế là đối với học sinh cần phải biết rằng là khi mà bắt tay rất là quan trọng, to be firm là cần phải chắc chắn, đúng không? Đã. In America, a thumbs up sign. À, ok. Thumbs up có nghĩa là khi mình đưa cái ngón cái lên. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì khi mình đưa ngón cái lên mình hiểu là số 1 là tuyệt vời. Nhưng mà ở vài nước khác thì thumbs up kiểu dạng giống vậy là một cái sự gọi là không tôn trọng. Đó, thì cái phần ở phần sau nó sẽ nói về cái chuyện đó ha. Bài này thì chỉ cắt ra tới đây thôi. Câu số 35. Vậy thì câu nào đúng về cái handshake bắt tay ở nền văn hóa Mỹ? Mình chọn câu giờ. Shake hand is not important, đúng không? Phải không? Câu 35. No. À, C. Handshake need to be firm. Khi mà mình bắt tay thì cần thể hiện sự chắc chắn, đúng không? Confirm đó. Right, ok. Cái bài này mình có thể tự nghe lại nha. Ừ, tại vì mình đã gửi cái file nghe cho lớp rồi.